tiếp tục vào việc anh chị ạ. Căn nhà này là ngang 5 và dài 20, full thổ cư anh chị nhá, nhà hoàn công luôn, xây mới luôn, sân ô tô này. Căn này chỉ có 3,2 tỏi thôi, còn nói chuyện thêm anh chị. Đây, phía ngoài là một lớp cửa sắt, ở phía ngoài có cổng luôn quý anh chị nhá. Căn này 5x20. Đường bê tông, đường 5m anh chị, đường thông, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, giáp ranh thành phố Di An. Hướng này mình ra công an Tân Hạnh và đường Phạm Văn Diêu quý anh chị, chỉ có 200m thôi, rất là gần nha. Đây, nhà mình này. Căn này xây mới hẳn hoi quý anh chị, xây mới 100%. Xây một trệt một tầng lầu. À, đường thì bao đẹp, đường ô tô nhá. À, mình vào trong mình xem đi. Đây. Điểm cộng cho căn nhà mình là sân ô tô này. Đó, nhà là sân ô tô. À, nhà ngang 5 dài 20, vuông góc luôn quý anh chị ạ. Diện tích quá lý tưởng luôn, bao đẹp luôn. Phòng khách đây. À, nhà này sẽ có tổng 3 cái phòng ngủ và có một phòng ngủ dưới quý anh chị nhá. Đây là khu vực phòng khách của nhà mình này. À, anh chị nào mà đang cần tìm những căn nhà mà diện tích lớn, có phòng ngủ dưới, có sân ô tô mà ở một cái phân khúc mà nó bình dân, mình có thể tham khảo căn nhà này. À, pháp lý là sổ hồng hoàn công anh chị nhá. Ở đây có sổ luôn này. Gia chủ rất là chu đáo, có để sổ ở đây. Đây quý anh chị, em lấy cho anh chị mình xem này. 100m2 thổ cư hết, ngang 5 dài 20, nhà hoàn công có thể hiện nhà trên sổ này quý anh chị thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Sang tên bất cứ lúc nào nếu anh chị mình muốn. Cái này sổ photo để mình xem thôi. Đó, còn sổ là có sẵn anh chị nha. Bên em chỉ review những bất động sản có sổ nên anh chị yên tâm. À, khu vực nhà ăn của mình đây rồi. Đấy. Tủ trên, tủ dưới, bếp trên, bếp dưới đầy đủ nha anh chị nha. Căn này có cửa sổ rất là thoáng, mở cửa ra là thoáng lắm quý anh chị nha. Phòng ngủ dưới đây này. Nhà mình có một cái phòng ngủ dưới đấy nha. À, xem sơ cái phòng ngủ dưới đi. Ở cuối này là nhà vệ sinh của mình. Bây giờ mình di chuyển lên lầu anh chị nhá. Lầu 1 nhà mình thì sẽ thêm 2 cái phòng ngủ và một phòng thờ. Và phía sau này là cái sân sau để mình giặt phơi đồ quý anh chị thấy không? Ống nước đã đi sẵn rồi nhá, về để máy giặt đây quý anh chị. À, chỗ này là giếng trời. Ngoài ra này, nhà mình có cái cửa sổ này. À, mở ra. Ở phía sau là vườn nhà người ta nhưng mà rất là thoáng quý anh chị nhá. Còn nhà vệ sinh thì bên đây. Khu vực nhà vệ sinh của mình đây nhá. À, bây giờ mình ra phía trước mình xem này. 2 cái phòng ngủ và một cái phòng thờ tiếp theo. Phòng ngủ số 2 của nhà mình này. À, ở đây gia chủ cũng có thiết kế cho mình cái cửa sổ nhỏ nhỏ này ha, rất là thoáng quý anh chị nhá. Đây. À, bên hông nhà vẫn luôn luôn có những cái cửa sổ như thế này thì rất là thoáng quý anh chị. À, mở ra là mát nha. Đây, phòng ngủ số 3 này. Vậy là tổng 3 cái phòng ngủ, một phòng ngủ dưới anh chị nhá. Công năng sử dụng là đầy đủ và ok. Phòng thờ thì ở phía trước, nhà có sân ô tô, bao đẹp. Đó, phòng thờ đây. Căn này hiện trạng bây giờ chỉ có 3,2 tỏi thôi, còn nói chuyện thoải mái anh chị. Nếu mà anh chị yêu thích á thì mình có thể nói chuyện lại anh chị nhá, gặp trực tiếp chủ nhà nhá. Em xin cảm ơn.